từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Bà Rịa, Vũng Tàu đòi nợ, chủ nợ tự chuốc họa vào thân. Xuống tận nhà con nợ để đòi tiền, Bùi Minh Luân và con nợ đã xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Sau đó, Luân dùng dao đâm tử vong con nợ. Ngày 4 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Minh Luân, 37 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ việc này là anh DVC, 47 tuổi, ngụ xã Tóc Tiên, TX, Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Theo điều tra ban đầu, Luân nhiều lần cho anh DVC mượn tiền nhưng không đòi được. Trước mùng 1 tháng 5, Luân mang theo dao rồi chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh xuống nhà anh C tại xã Tóc Tiên để tiếp tục đòi nợ. Tại đây, hai người xảy ra cự cãi rồi đánh nhau. Trong lúc xô xát, Luân dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh C tử vong tại chỗ. Gây án xong, Luân đến ấp 3, xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai, giấu xe máy gần nhà một hộ dân rồi ra quốc lộ 51 đón xe khách về nhà. Khi về đến thành phố Hồ Chí Minh, Luân tiếp tục di chuyển ra bến xe An Sương đón xe khách đi Tây Ninh rồi qua cửa khẩu Mộc Bài với ý định trốn sang Campuchia. Lúc Luân vừa đến cửa khẩu Mộc Bài thì bị lực lượng công an Tây Ninh phối hợp với bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.